Rồi, xin chào mọi người đang xem kênh Nhật Quang TV của Tiên nha. Sao hôm nay mặc quá ăn nhậu thì khang hỏng quá mọi người ơi. Mất tiếng luôn rồi. Thì trước khi về Hàn Quốc, Tiên sẽ cho anh Minh Long ăn thử đặc sản cuối cùng của miền Tây, đó là rắn mối nướng mùi ớt hay ớt? Mùi ớt. Đúng mùi ớt hay ớt? Hay ớt. Vì như là mình khô. Là cũng sợ. Đây lần đầu tiên là đây cũng là lần đầu tiên thì ăn con này luôn nha mọi người. Chắc một bữa nào. Nó nói gì nó nói này. Ví dụ ai sống thì cái tiền thưởng thức con này thì gặp em cho luôn. Bữa nay nó hết nổi rồi mọi người ơi. Chơi luôn rồi. Bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ tới mình nặng cái này. Rồi cái bàn trên đây. Hai hôm nó gan, nó cầm con gắn mối nè. Giống như tắc kè vậy. Có màu đủ màu luôn. Bỏ vô nuôi. Xin chào. Nay nướng nướng thịt cho Hà Vui biết không? Ăn không? Ăn với kim chi. Ăn có chứ ăn không gì trời. Ăn với kim chi. Thịt gì nè? Ba chỉ. Nay mẹ Tiên mua thịt ba chỉ về đang làm món thịt nướng nè. Nướng cho mấy đứa nhỏ nó ăn nha. Ớt rồi. Ớt rồi đó. Này gao. Gao lộn xộn này kia nè. Bây giờ mình sẽ đánh dậy nó nha mọi người. Mở bụng rồi. Ăn mình là ướp nướng. Nướng mối. Rồi bây giờ mình sẽ bào xả để ướp nướng mối nha. Đây có ớt nữa nè. Đó. Đây là gắn mối mình đã làm thịt nướng kia. Ngon lắm. Rồi mình sẽ bây giờ dưỡng 6 bào ớt. Nãy dưỡng có bào xả. Rồi đổ vô nè. Ngon quá. Thêm bào xả ớt là ngon rồi đó. Dạ ngài bỏ miếng muối, bỏ miếng bột ngọt lên thôi. Nè bỏ đi. Rồi là mình phải ớt xương xương với mình nướng liền. Rồi nó bỏ năng cơm gì không đó. Cái này bỏ bột vào. Ăn mỗi lần ăn mất có gì? Thì trộn lên. Đó. Ăn bữa hết nhiêu anh? Ăn ngon nhé. Ngon không kìa? Ngon không? Ngon không? Ngon không con? Ngon không? 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 Ngon bên đó quá không đâu. Nhà đặc sản nha bà em. Con gì đây? Con gắn mối đặc sản nè. Ủa con gắn mối hả? Dạ. Con mày đi câu đó hả? Dạ. Con câu đó. Ở câu đương nhiêu đó hả? Dạ. Câu hết gắn mối gì nhà bà thím rồi. Gắn mối mình nó trời ơi bà thím. Mần ra rồi bà thím không nhận ra đến nỗi là con gắn mối. Gắn mối mình mà mình cạo dãy rồi đó bà thím. Vậy đó hả? Đó, mình đã mặn rồi. Nó gắn không còn cái luôn. Gắn mối vô nhà bà thím gì nó quen hả? Hả? Gắn mối vô nhà bà thím gì nó quen hả? Không, tại đâu. Hồi nào giờ nó có nguyên quỷ. Nó bọt không à? Rồi cái đậu nó thấy nó quen hả? Nó bọt không à? Hồi đó giờ đâu thấy nó gì vậy? Đúng rồi, nó bọt không? Nó chết, nó nghỉ bò rồi. Thằng chứ, nó lạ quá không đi? Nó lạ phải rồi, đúng rồi. Bon gì đó là anh thấy nó bò rồi, đậu tay vậy giờ nó chết, nó thấy cái đầu cô vậy. Bỏ mà chưa bắt được nó nữa nghe. Vậy nghe bà thím. Dạ bà thím về nghe. Ừ gì á. Dạ. 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 Bệnh mới về. Ừ là trời. Nó có gì rửa rồi. Dạ dạ. Rồi đây bếp than nha. Nhúm lửa than nãy giờ rồi mời dựng ốc nướng nè. Đây mình bỏ vô cho nó bò. Nó bò trên dĩa nha bà con. Nó bò trên lửa than nha. Tại mình mặn bữa nay nó đứt đuôi hết trơn rồi. Cái gấp nãy đâu mày. Chị Sáu cầm dĩa ngồi đợi sẵn luôn. Không có dĩa ngồi đợi nè. Ừ. Để món đặc sản người ta mà không ngon trời. Nãy nhìn thấy ghê vậy, nhìn thấy ngon ta. Có muối ớt vô rồi, thấy hấp dẫn liền. Bị anh Ba Đông rồi. Chút xíu vàng lại kìa, nó còn ngon nữa. Anh Ba Đông nãy anh thấy anh sợ, bây giờ chắc anh Ba Đông chuẩn bị bia sẵn rồi.
đây đây, không chừng đang đập đá cho ông nữa đó. Chuẩn bị sẵn rồi. Bà Đông về Việt Nam nữa, 21 là hai dưỡng gì bia luôn. Ngày nào cũng la gai. Muốn ăn cũng có đâu nha. Bắt cực lắm. Cực khổ lắm đó. Bắt cực mà măng cũng cực nữa. Câu rồi vô đánh dãy măng cực khổ lắm. Khó lắm. Dãy gặp nó đâu trốn đi bắt mà nó mà nói tên nó là nó trốn mất tiêu liền đó. Phải nó đứng ngoài đường đâu mình câu đâu. Ở đây thấy nhóc mẹ trơn. Đó nó trốn. Anh nói đi câu là câu mà nói cái tên đó là nó biết mất tiêu đó. Nó nghe cái mối nó nói câu thằng lằn thôi. Chứ nói câu cái mối là đi bắt. Bên đây mấy dì mấy thiếp đang làm chuối ngào để tiên sách về Hàn Quốc làm quà nè mọi người. Còn 1-2 ngày nữa thôi ta sẽ bay về Hàn Quốc rồi nên lắp. Ta sẽ rời xa quê hương dấu yêu Việt Nam. Đi về nơi xứ lạ. Em đi lấy chồng về nơi xứ xa. Về nơi xứ Kim Chi. Nên là tiên chuẩn bị rất bận rộn luôn mọi người. Mai là tiên phải đi test PCR các thứ rồi. Mai đi test PCR rồi mốt chuẩn bị lên đường bay. Bận rộn gói hành lý, đóng hành lý rồi xếp quần, xếp áo rồi. Quá ngon rồi mọi người ơi. Thơm nứt mũi rồi. Nãy ai chê chứ giờ ai ngồi đây cũng khen thơm chân á. Thơm trái luôn, tới công chuyện luôn. Tới công chuyện thôi. Cái này rất tốn giờ lon bia nữa quá. Tới nữa rồi, còn 2 ngày, còn 2-3 ngày nữa thôi là mẹ cho chẳng full series luôn. Của mình lại tới cái món quyền thoại, món đâm quyền thoại. Muối ớt chanh nữa nè. Muối ớt chanh quyền thoại có hai dưỡng á. Hai dưỡng. Đâm ra. Nhưng tôi nhuyễn mới ngon. Nhuyễn mới ngon được. Đó, bắt đầu nghe mùi thơm lại mà Đông lại chụp hình rồi á. Nghe mùi thơm lại chụp hình nào, bê bê rồi lại á. Cái gì? Làm sao? Chụp hình rồi gửi về Hàn Quốc cho ai đó trời. Gũ nhậu vô ngốc, gũ nhậu. Ơi. Cái gì? Lọc. Súi nhờ người á. Súi. Chạy lấy rượu kìa, hiểu liền. Chạy lấy bia liền. Trời ơi, lẹ hết sức. Thơm hai. Rồi gót rồi chứ. Ủa quên nó mình đâu uống đâu. Tức là. Ngon đấy, rồi bắt đầu nè. Xin chào mọi người nha. Bây giờ mọi người ăn đây là nướng mối nướng. Giờ hết quên tên luôn mọi người. Nướng mối ớt. Chuẩn bị về Hàn Quốc rồi cho nên là tâm trạng nó kiểu nó bị buồn buồn á mọi người. Nó tiếc nuối á. Còn nhiều món ngon mà chưa kịp dẫn ổng đi ăn hết nữa. Rồi còn nhiều món ngon lắm mà ăn chưa hết phải về tiếc ghê. À, chuyến này là tiên về Việt Nam, lần đầu tiên về sau 10 năm. Nên là tiên muốn dành thời gian cho gia đình ở quê hương. Không có muốn đi đâu hết trơn á. Với lại dịch bệnh cũng căng thẳng nữa, hai đứa nhỏ nguy hiểm nữa. Nên là ở quê rồi ăn món ngon rồi nghỉ ngơi nó sẽ thoải mái hơn là đi đây đi đó rất là mệt. Ngày mai tiên có đặt hai con cua hoàng đế rồi. Nhưng mong là nó sẽ kịp giao tới để ăn trước khi đi. Nếu mà ngày mai nó không giao kịp là mình không được ăn. Không, dự sao? Đâu có, nó giao kịp rồi. À, nếu mà không kịp thì không con không quay được nhưng mà mọi người cứ ăn. Mọi người cứ ăn. Không phải vậy nhưng mà mình đâu có vô vậy được. À đúng rồi. Vô đi mọi người ơi, vô. Tiền bữa nay càng tiếc thôi, tiền không có nhậu được. Muốn gặp chứ cũng một người. Mai mọi người nha. Vô. Lấy uống rồi mà. Thử đi tiên. Thực sự đây là lần đầu tiên tiên ăn con này luôn á chứ phải anh Phan Đông nè mời anh con. Đây mời anh nha. Cảm ơn. Đây con mời dưỡng sáu con vỗ con bự nè, vỗ con bác rồi. Rồi dưỡng sáu con bự luôn nè. Cảm ơn. Nguyên chi kido hago moe deul gatte. Nom myeoneseo. Ê, con này nó đang tập yoga hay sao mà nó công giọng vậy ta? Con này phải ăn bắp mới được ta. Con này phải ăn bắp mới đúng bài. Ô trời mong cái xin ta. À trời. Mình hửi thì mình thấy thịt nó cũng thơm ngon nha. Ừ. Giống như là cá nướng hoặc là thịt nướng. Thơm đó mùi rắn đàng hoàng. Có mùi gắn, nó cũng giống như con gắn. Gắn rồi. Cho nên người ta mới gọi nó là gắn mối. Nhưng mà vừa có mùi gắn ăn thưởng thức nhau là có mùi cá luôn nha. Ăn nên thuốc. Bữa hôm như Út chặt hai tàu giữa đây, bữa nhậu ban đêm đặng mà chơi bóng đèn đó. Nên bữa nay hơi nắng nè. Hơi nắng. Đây mình chấm miếng mưa của Dương Sáu làm coi nè.
chén mưa ốc quyền. Gói miếng gao nữa. O떻게 먹는 거야? Tôi thấy gắn mối trên cỏ xanh. À, cái một cái. Thì gắn mối thường nó cũng chạy trên cỏ mà, không thể lên dao nè. Này gói gao nó luôn. Gao ngon không? Có lý à, có lý, mà để chấm một cái không thử không có gao ăn đúng gì. Đặc biệt luôn đó. Tiên hồi nhỏ là thấy mấy con gắn mối mà gốc dừa đồ, gốc cây đồ á, mỗi lần đi ra hè đó là nó hay chạy ra. Có đứa nhìn mình cái, nó kiểu như cút hà, cái đó chạy mất tiêu. Nó trốn mất tiêu. Mấy gắn mối này đi ra giường là lúc nào cũng gặp nó trên gốc dừa đồ á. Nó sọt á, cái nó nhìn mình cái. Cắt cung cái nó vậy à, cút hà, cái nó chạy đi. Cắt cung. Cái đùi nó ngon lắm á. Sao anh? Chuẩn bị có ai dựa hay sao mà anh cùng mình lên này là số mấy anh? Chiều nay 4 giờ sắm chết ngồi chứ. Ông nó hơi mặn, muối hơi mặn. Cái nhầm con nó ngay khọc muối rồi, tại vì không mình ướp muối rồi mình chấm ướt nữa. Người Hàn ăn lạc hơn mình Việt Nam mình, cho nên là anh không cần phải chấm ướt. Cái đó mấy anh với cô chích chị mặn rồi cứ nhau mất rồi chấm ít thôi. Đừng chấm sơn, đừng chấm nữa, làm miếng rau thơm ra. Gấp cá đâu ăn cho hết bớt viêm họng, cái đau họng quá, ăn nhậu la khàn cũng không hát hò rồi. Quá trời ngày chia tay biệt ly buồn hoang khóe mi. Nó giấu tay cho bớt đen. Tại vì gặp thay cái thanh tao quỳ. Con này nghe đồn nhà hàng muôn ký 500-600 ngàn hả Dương Út? Vô 400. Vô 400 ngàn ký. Là không nghe đăng trên mạng mua đó là như mấy người ta đang nuôi gắn mối này nè. Cái này khó bắt lắm khó. Tại vì phải câu rồi phải dẫn. Ta có trang trại ta nuôi đó. Mà hổm nói đi bắt gắn mối nó trốn mất tiêu chân săn mãi. Cái này gắn mối mình là gắn mối vùng năm nè. Thiên nhiên luôn. Mà gắn mối rồi. Nè, không phải gắn mối nuôi. Mà cái đầu của nó giống con khủng long ghê nè. Cũng như cái Master Mori. Cái đầu giống khủng long luôn. Ý đừng mà đâu có vậy. Thằng lăng. Thằng răng. Ý lộn. Gắn mối. Thằng răng. Gắn mối. 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 Cứ cho là vậy đi. Nó hồi cái gắn mối đó bà nội. Gắn mối mà người ta nghe là gắn mối. Dân mãi còn hồi cái dân mai. Dân mới. Ấy chưa, ấy chưa. Dân mai. Mình không biết dân mai là gì đâu. Nướng hơi khô không Dương Út? Tại vì sợ ba đau mai không được á, mình nướng hơi khô nó dễ ăn. Này phải ướt nó mới ngon. Đúng rồi, có mấy con này ướt luôn. Nướng chín quá trời nó khô. Như mù tụi con nhiều. Ôi, xưa này thật sự chẳng ngoài. 고맙다고 얘기해주고 정말 이거 할 일이 막 바쁜데 오늘 시간 내줘서 정말 고맙다고 얘기해줘. 감사합니다. Chồng con nói là cảm ơn hai Dượng trong thời gian qua đã làm nhiều món ngon cho ăn hả? Thì ở đây cũng gần tháng rồi ăn nhiều đặc sản món ngon, dành thời gian để chơi rồi tối dẫn đi uống cà phê, sáng sáng em uống cà phê, tối cũng cà phê, thịt bánh da rồi em ăn hủ tiếu rồi sáng chở đi chiều chở đi rồi hóng gió rồi trời ơi kêu bằng là ní con ba đông đó, mọi người kêu bằng ní luôn đó. Ní ba đông đó à, cho nên là đợt này về là Tiên cũng có chút lòng gửi cho mấy Dượng mấy gì rồi đó. Vô đó là cũng cho mấy Dượng mấy gì muốn làm gì làm, muốn mua sắm gì mua sắm, muốn sửa sang nhà cửa gì đó là nói chung là của ít lòng nhiều hơn hai Dượng ha. Dạ trời, con cháu cho là vui rồi. Dạ. Bao nhiêu cũng được chứ đâu có thấy rồi, từ từ rồi không cho cũng vui nữa chứ đâu phải về đây là vui rồi. Về là vui, đoàn tụ là một đúng vui rồi. Đúng rồi, 10 năm rồi, 10 năm mới về nè. Đời người có bao nhiêu cái 10 năm, sắp đi nữa rồi trời, buồn quá ngồi nói khóc luôn vậy. Trời gắn xong được 10 cái 10 năm được à. Được rồi, vô rồi, con lấy. Con lấy. Ôi cô, xin mời mấy bọc lên đi. Thời gian cho nhanh quá em. Ông nói bận rộn quá. Hai vừa bận rộn mà cũng dành thời gian chơi nữa. Ừ, miễn hết chút kết sơ. Ừ. Các chị yêu đi chơi cô xin. Mong rằng ngày mai cô bằng đứa sẽ tới kịp.
để chúng ta cùng nhau thưởng thức bữa ăn ngon trước khi lên đường. À, đó là vừa nói cái nguồn đấy chưa? Chưa ăn chưa thử được. Chưa thấy nguồn để qua đời đúng không? Ở trong chưa luôn. À, trong có coi trong mà mấy người ta quay phim đó thì thấy. Ở đây á mọi người. Thấy rồi. À, như là cua đó đây là hiếm thiệt, không thấy luôn. Làm như con này mình ăn bóc quen rồi phải ăn bóc ngon hơn nhiều quá mình mà nói là như có mỡ này vậy sao Dũng Út? Có mỡ á, nó có mỡ chứ, mấy con mập là nó có mỡ, nó tưới mỡ ra nè, còn nó ướt vào ngon hơn không? Ngon à. Thì 아까 이거 1kg 얘기했을 때 충격 받았어. 이렇게 비쌀 줄 몰랐다. Ừ, nó nặng vậy đó, 1kg 400 ngàn mắc đó. Sốc luôn. Đâu ngờ là nó mắc như vậy. 1kg 100 ngàn đó. Nói chung rẻ gì cũng là mấy trăm ngàn chứ không có rẻ nữa. Ừ. Nó thì thời điểm nữa, thời điểm nó nhầm thời điểm là 400 500 luôn. Chắc cái hiếm đó rồi, 비싼 거지 아니면 뭐가 dịch giả bây giờ nên ta không có bán được nên ta không có mua chứ. Không dịch giả ở đây người ta đặt cũng nói luôn. Ồ, cảm ơn chị yêu nha. Dạ dạ, cảm ơn chị. Để chỗ giùm em nha. Qua bán luôn. Mồi này qua bè bán rồi. Mà ngon ha. Đó. Anh Ba Đông thưởng thức lúc đầu còn hơi ngại ngại bây giờ. Đây là một trong những cái món đặc, hình như nó là một trong bao nhiêu không? Ừ. Hình như nó là một trong những món đặc sản của miền Tây á. Món đặc sản miền Tây gì? Còn chưa kịp cho anh Ba Đông ăn ớt nữa trời. Thấy được sao đi. Được sao dẫn tiếp. Vì gần cả tháng mà cứ như là bận rộn vậy đó mọi người. Ăn hết rồi. Vô. Đây ngay mùa Tết nữa mình ăn Tết cũng mất thời gian. Ừ, mà ăn Tết mấy ngày nữa. Ngày vô nó về đây nó lên được 2kg á. Còn thịt heo thì nó không lên. Thịt heo thì nó kén ăn á. Ngày vô nghĩ gì nó cũng ăn được chân á. Nên tăng 2kg vậy nó cần do à. Bỏ hài vô đây cho bà ngoại nuôi chừng 2 tháng là trời ơi nó tiếng Việt ban cào mà ủ nu luôn á. Sáng ấy bà ngoại chở đi uống cà phê, ở lộn. Sáng bà ngoại chở đi ăn bún cháo ha, sữa chua da ua rồi ha, nít hộp sữa về. Gửi xuống trường tiểu học học tiếng Việt. Mà không gửi được. Chứ muốn gửi lắm mà gửi không được. Là ông nội của Hà Dương á, cái bà nội Hà Dương á. Nhảy lâm bà đà. À, nó... Nó cứ như mà rồi, cô. Như kia hát gì nặng cô. Mà rồi, thấy lên mà rồi, chip phố. Chipo gặp được đây nữa. Em ăn giống như là khô cá khô cá. Giống như khô quá. Khô cá nghèo quá vậy ơi sao? Ăn cái giống con rắn không? Ăn y gan rắn không? Nhưng mà nó thơm hơn, nó thơm. Nên là hăng sang. Ăn lẹ ăn miếng giùm cái chút phải trong người anh nó hoài nãy giờ chưa thấy ăn. Nên là hăng sang, cái bộ nói gì hăng sang. Mặc chín cái lớp chân à. Mọi người đều đặt. Tự biết luôn. Không biết là chính cái đó thì mọi người đều đặt. Bữa nay tự biết luôn. Nói tự nói luôn, nói từ ngày trước khi nấu nhìn hơi ghê ghê mà nấu rồi cái ngon. Nghe tự biết luôn. Chắc biết. Mà nói cái con này đầu tiên mà hồi đó giờ mai nhìn thấy thì cũng sợ thiệt nha, mà ăn rất là ngon đó. Nướng là ngon lắm. Này lần đầu tiên con ăn luôn á. Dù ở miền Tây nhưng mà tiên đâu có biết ăn con này đâu, tại vì đâu bắt được đâu ăn. Nó mà ngon, nhưng bộ ăn thử, có trải nghiệm ăn thử thì biết nó ngon thiệt. Không phải đây là mình... Mọi người rảnh đó. Có ăn thử nha. Nhưng món này giống rượu là, nói chung là rất là ngon. Con này cua mừng nướng không mày. Con này có ngâm rượu không Dương Úc? Không. Con này chỉ thăng nhốt được gì nữa. Món này có nấu canh gì không? Cua rồi nướng rồi, nướng với chiên rồi, nướng chiên, cua mà, chiên giòn á, chiên giòn cũng ngon đó, nướng với chiên, gì nữa, dù mình nếp gì bỏ vô chiên giòn luôn. Người ta mình nói thì mình không biết cái công dụng cái món này người ta chế biến nhiều thứ không biết, nhưng mình chỉ biết là món nướng với món chiên thôi. Ở đây là mình chỉ hai món thôi. Nhưng mà nhà hàng ta chế biến nhiều món. Người ta chế biến như mình đây mình chỉ hai món thôi mình. Thái Dũng ăn cái đầu không vậy? Ăn cái đầu bỏ rồi, cái đầu bỏ mình ăn thịt, còn để đầu. Quá giờ cái món nó cay nữa à. Cay tăng tăng luôn. Trời ơi, tăng luôn. Phải lên. Ừ, nó làm chén mớt là trời ơi, cái mỏi. Nhảy tăng go luôn mọi người. Ta ta cha. Nhảy tăng. Mấy ngon chứ. Dưới đó bây giờ một số điều gì sao nó chứ anh xin mình cơ. Không hỏi mọi người nghe tiếng của Tiên Kỳ không? Giống mấy bà mà chủ động mướn
Khao. Mà ăn hết thà vậy chứ không có ớt không chịu đó. Không chịu mới ngon. Không ớt là không ngon luôn á. Không ngon nha. Vừa ăn mà vừa khóc, vừa buồn. Sắp phải rời xa bóng dừa. Dòng sông bến nước con đò còn đây. Liều tranh vách lá dây trầu quẩn quanh hàng cao. Nhưng mà tụi đi tao ở em xoắn ta. Dám đâu. Ông nói hai vượng thấy con ca không còn ý kiến gì đâu. Ca hay chứ mà. Ca hay mà. Trời ơi, nó đây sao trời bút đến tao quê rồi. Ca hay không hiểu sao? Có thiệt lòng nghe coi. Ai. Đầu tiên ca nhạc trẻ hay á, nhưng mà ca nhạc mà cái tại trong đây là nhạc trẻ hay. Vậy là không hay. Không mà ngày xưa ở đây cũng lúc mà chưa có chồng đó là ca nhạc trẻ thấy hay đó. Nhạc trẻ. Trẻ được hả? Mà nhạc trữ tình thì ca cũng được thôi chứ mà không hay ca nhạc trẻ không hay. Không hay lắm nha. Không hay nhạc trẻ ca hay không. Chúc hết rồi còn mình chiêu được cả nhé. Ông nói hay là khen cháu, cháu nên là nó hay như người ta nói hay khen gì. Không có người ca được không? Người mọi người nghe hay không? Không, không có con cháu. Tại người ta không có nhạc người ta ca. Không có con cháu gì. Câu này hay à. Bả đem qua nhậu mình bắt con này mình nướng cho mọi người ăn được ha. Đặc sản luôn ha. Không có thời gian. Chắc mấy đứa đang ăn đâu. Ăn không? Ăn chứ. Tại mình không có thời gian. Mấy đứa bạn không ăn. Mấy chú mấy bác này biết ăn. Có đứa rồi, đứa nó ăn đứa mà. Nhưng mà thấy tao cũng ăn nhiều. Rồi mấy đứa mày ăn này không? Mấy mai chiều rảnh ở đợt sau đi. Đợt sau tao về rồi tao làm món này cho mấy đứa mày ăn. Nhậu tiếp nha. Món này là bắt lắm á. Nhậu nãy giờ là thấy im không? Im mà. Vô. Nhưng mà mình vừa ăn mà ngon mà vừa có vị thuốc mình ăn tốt mình á đâu có. Con này là chỉ gì ta? Hen suyễn nè. Chị hen suyễn nè. Đái đêm nè. Rồi bị nhức mỏi rồi đó. Nhức mỏi nè. Rồi thận, bổ thận nè. Như là để mình ăn con này đợi tối nay thử nó có bổ thận. Con này bổ thận mà. Đâu có đó. Bây giờ thử rồi. Kiểu mà yếu khí trong người rồi đó mọi người. Ý gì dắt kìa dắt kìa. Dắt. Miễn하다. 이거 방금 말 놓는 김에 이게 이거 술도 닮을 수 있다던데. 술. 아니. 아니, 닮을 수 있다. 아무래도 con này nếu nên ngâm rượu được nè. À, ở đây không ngâm rượu. Sút mạnh는다고 하던데. 아니, 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 술을 닮는 게 아니고 말 잘못했는데 술을 만든다고 했다. 이걸로 뭐 생각이 안 났다. 물어봐봐. 얘기 안 해요. Món này là món này là món nhắm này là hết sảy luôn ha. À. Chả muốn tôi cứ chơi cuộc sống này thế này bao giờ. Này là cực kỳ bén luôn nè. Hôm bữa nay cái món này là muối ớt nướng một cái ha. Nướng muối ớt mà chấm muối ớt luôn. Muối ớt chanh một cái nữa ha. Lần đầu tiên 29-30 năm cuộc đời ăn hàng lần nướng rất là ngon. Gắn mối. Mối lộn. Gắn mối nướng. Nó cứ lộn hoàng lần lần ngoài cả. Rồi. Chèo ra đi đó. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên ngày hôm nay nha. Đăng ký nhấn chuông lên và comment ủng hộ cho kênh Nhiều Anh TV và trang Facebook của Tiên Kiều Tiên. Nắng quá rồi bây giờ còn mấy con để cho Dưỡng Sáu với Ma Đông nhậu. Tiên đi vô nằm xíu mọi người. Khe cũng hồng quá. Bye bye. Cảm ơn. Cảm luôn rồi, cái này cảm cúm luôn rồi. Với mất chứa vào đồng sáng luôn. Sáng lại luôn.